Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bán đất trái thẩm quyền diễn ra khá phổ biến trong những năm trước đây. Không lập quy hoạch, không xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên, thu tiền sử dụng đất nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích khác, thậm chí không hóa đơn chứng từ, chưa có mặt bằng nhưng vẫn thu tiền của người dân là cách làm của nhiều lãnh đạo cán bộ Ủy ban dân cấp xã thời kỳ trước. Những vụ việc như vậy dù đã diễn ra từ nhiều năm trước nhưng hậu quả để lại là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của rất nhiều hộ dân. Cho đến thời điểm hiện nay, việc xử lý hậu quả của tình trạng bán đất trái thẩm quyền vẫn là một vấn đề phức tạp mà nhiều địa phương loay hoay chưa tìm được cách giải quyết. Từ năm 2007 đến năm 2009, Chủ tịch Ủy ban dân xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân cùng một số cán bộ xã lúc bấy giờ đã tổ chức bán trái thẩm quyền trên 16.000 m2 đất cho các hộ dân ở địa phương với số tiền 674 triệu đồng. Số tiền trên không được nộp vào ngân sách nhà nước mà được sử dụng vào mục đích khác. Hậu quả là sau hơn 10 năm mua đất làm nhà sinh sống ổn định, đến nay hàng chục hộ dân xã Xuân Dương vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại huyện Hậu Lộc, cuối năm 2017, Ủy ban dân xã Hòa Lộc lập khống hóa đơn thu tiền bán 16 lô đất ở cho người dân khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, thu số tiền trên 3,2 tỷ đồng, bao gồm cả tiền tự nguyện xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dù đã đóng đủ số tiền do Ủy ban dân xã thông báo, nhưng đến nay, 16 hộ dân ở xã Hòa Lộc vẫn chưa được nhận đất, cũng không biết vị trí lô đất của mình ở đâu. Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, từ năm 1992 đến năm 2001, tại xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, trải qua nhiều đời chủ tịch đã bán trái thẩm quyền 75 lô đất cho người dân địa phương. Việc bán đất không được phép của cơ quan có thẩm quyền, tiền bán đất không nộp về kho bạc nhà nước mà sử dụng vào mục đích khác, dẫn đến việc không thể hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Còn tại xã Sơn Quyền, huyện Triệu Sơn, năm 2004, sau khi có thông báo bán đất của Ủy ban nhân dân xã Sơn Quyền, các hộ dân đã làm đơn xin được mua đất. Sau khi được Ủy ban nhân dân xã chấp thuận, 92 hộ đã nộp đầy đủ tiền để mua đất. Tuy nhiên, sau đó chỉ có 67 hộ được bàn giao, 25 hộ còn lại đăng ký mua đất tại khu vực Đồng Yếm, Đồng Cửa và Trồng Sơn vẫn chưa được nhận đất, mặc dù đã gần 20 năm trôi qua. Gia đình tôi như thế là 4 đứa con trai, nhưng tôi mua đất ở cho con cái để mà làm nhà. Nhưng đến nay con cái tôi đã lấy chồng lấy vợ không mua đất nữa. Con cái đông ở chung một gia đình nhiều khi có sự va chạm mất mát gây mất đoàn kết, cho nên tôi nguyện vọng của tôi là được đón đất ở để san cho các con cháu đỡ rất trình phức tạp trong gia đình. Chúng tôi đã làm nộp tiền đất rồi mà đến bây giờ vẫn chưa được bàn giao đất, thì cái quyền lợi đấy là trôi qua bao nhiêu năm rồi, chúng tôi là rất thiệt thòi. Mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm thế nào để mà giải quyết cái quyền lợi cho bà con cho nó thỏa đáng. Được biết thời điểm đó, Ủy ban dân xã đã sử dụng tiền của các hộ vào việc sử dụng các công trình công cộng, chứ không nộp vào kho bạc theo quy định. Sau khi tiếp nhận kiến nghị của người dân, xã đã thống kê số hộ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn tổ chức buổi làm việc với Ủy ban dân xã, đề nghị Ủy ban nhân dân xã xây dựng phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể, cung cấp các giấy tờ có liên quan để phòng xem xét, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định. Tuy nhiên đến nay đã hơn một năm, Ủy ban dân huyện Triệu Sơn vẫn chưa có kết luận để giải quyết cho các hộ. Những vụ việc bán đất trái thẩm quyền mà chúng tôi nêu trên không phải là chuyện hiếm gặp ở các địa phương. Hệ quả để lại là nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí là không được nhận đất. Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi khắp nơi rồi chờ đợi như hứa hẹn của chính quyền địa phương. Thế nhưng rất nhiều trường hợp đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù trong một số vụ việc các cá nhân vi phạm đã bị xử lý hình sự, thế nhưng vấn đề mà người dân chờ đợi nhất là được cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn chưa được giải quyết. Để tìm hiểu thêm về những vấn đề pháp lý liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Anh Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn 36 và cộng sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa luật sư, những vụ việc như phóng sự chúng tôi vừa nêu trên là câu chuyện diễn ra ở rất nhiều địa phương. Người dân làm thủ tục mua đất và nộp tiền đầy đủ cho Ủy ban dân xã, nhưng lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí là không được cấp đất. Vậy theo luật sư thì vì sao lại có tình trạng như trên ạ? Nguyên nhân chính của tình trạng này, nó là được bắt nguồn từ việc giao đất, bán đất trái thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã. Bởi lẽ,
Kể từ khi có luật đất đai đầu tiên ra đời vào năm 1987 thì đã có nhiều cái luật mới thay thế như luật đất đai 1993, luật đất đai 2003, luật đất đai 2013. Thì cái thẩm quyền của cơ quan giao đất thì vẫn được quy định thống nhất cụ thể là Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Do đó, việc Ủy ban Nhân dân cấp xã bán đất, giao đất cho người dân và thu tiền sử dụng đất của người dân là trái với quy định của pháp luật. Phần lớn những cái vụ việc đó thì là đều diễn ra từ nhiều năm trước. Đến khi đề nghị được bảo vệ quyền lợi hợp pháp thì thường gặp rất nhiều khó khăn khi vướng các quy định của pháp luật. Vậy xin luật sư cho biết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân cần phải có những giấy tờ văn bản nào để chứng minh ạ? Để có cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân cần phải chuẩn bị những các giấy tờ văn bản sau. Một là các giấy tờ để thể hiện cái việc đã được Ủy ban Nhân dân xã giao đất, bàn giao đất hoặc là quyết định về mua đất. Thứ hai là các biên lai, hóa đơn, phiếu tu hoặc các giấy tờ khác để chứng minh việc người dân đã nộp tiền sử dụng đất cho Ủy ban Nhân dân xã để được sử dụng đất. Rất nhiều trường hợp dù trên thực tế người dân đã nộp tiền cho xã nhưng xã lại không nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Vì vậy hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường không đủ điều kiện để xem xét giải quyết. Vậy trong trường hợp này thì cần phải xem xét giải quyết như thế nào để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân ạ? Trên thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp người dân dù đã nộp tiền cho Ủy ban Nhân dân xã, tuy nhiên Ủy ban Nhân dân xã lại không nộp vào ngân sách của địa phương mà sử dụng cho những mục đích khác tại địa phương. Do đó thì khi người dân thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện cái thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu phải nộp tiền sử dụng đất thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và trong trường hợp nào thì phải nộp tiền toàn bộ tiền sử dụng đất hay nộp một phần tiền sử dụng đất hoặc không phải nộp tiền sử dụng đất thì điều này đã được quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9, Nghị định 45 năm 2014 của Chính phủ. Thì trong trường hợp này, để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thì người dân cần phải xuất trình, khai trình và thu thập các giấy tờ thể hiện cái việc mình đã tiến hành nộp tiền sử dụng đất cho Ủy ban Nhân dân xã. Còn về phía Ủy ban Nhân dân xã thì cần phải rà soát, xác minh, đối chiếu sổ sách quản lý để có cơ sở xác nhận, chứng thực cho các trường hợp người dân đã nộp tiền sử dụng đất hay chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc là đã nộp tiền sử dụng đất nhưng thất lạc về giấy tờ để nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Theo quy định của pháp luật thì những cá nhân để xảy ra những cái vụ việc như vậy thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? Trước hết cần phải xác định đây là hành vi vi phạm trong lĩnh vực về quản lý về đất đai và việc vi phạm của từng cá nhân, tổ chức sẽ tùy thuộc vào cái hành vi, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm mà có những cái chế tài xử lý khác nhau, có thể là bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. Vấn đề trách nhiệm bồi thường của cán bộ công chức thuộc cơ quan nhà nước để xảy ra cái sai phạm trên thì phải xem xét tùy thuộc vào cái tính chất, mức độ và hành vi vi phạm cũng như xem xét các cái hậu quả đã xảy ra để từ đó sẽ đưa ra hướng xử lý đối với sai phạm của từng cá nhân và phải bồi thường theo quy định của luật bồi thường nhà nước. Để giải quyết những cái vấn đề còn tồn tại của tình trạng bán đất trái thẩm quyền xảy ra trong những năm trước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân thì theo luật sư cần phải có những giải pháp như thế nào? Để giải quyết những cái tồn tại của cái tình trạng giao đất trái thẩm quyền tại các địa phương trong những năm gần đây, theo tôi thì cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau đây. Thứ nhất, về phía người dân thì những người dân đã được Ủy ban Nhân dân cấp xã giao đất, bán đất mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần phải chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để xuất trình, khai trình các giấy tờ chứng minh thể hiện đã được cơ quan quản lý đất đai tại địa phương giao đất, đã nộp tiền sử dụng đất cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Về phía chính quyền Ủy ban Nhân dân cấp xã thì cần phải đẩy mạnh cái việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu đối với các hộ dân, hộ gia đình, các cá nhân trong phạm vi quản lý đất đai của mình mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để kịp thời đề xuất, báo cáo lên cấp trên xin ý kiến, chỉ đạo giải quyết. Về phía cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp huyện hay là chi cục thuế cấp huyện thì cần tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo bộ phận có liên quan để nhanh chóng kịp thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của người dân khi tiến hành thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Thậm chí cần thiết nên ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết cụ thể để cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, người dân có thể xem xét áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể của mình. Vâng, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Cảm ơn chị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Góc nhìn luật sư. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.